Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay tôi lại tiếp tục trình bày cái hàm hay gọi là hàm date trong hay là hàm đồng hồ thời gian thực trong cái phần mềm Trình Pro để lập trình cho PLC Siemens. Và phải nói trước là cái CPU này là từ 300 400 thôi. Còn với CPU 1200 thì lại viết cách khác. Hiện giờ tôi đang cho nó chạy và đang chạy mô phỏng thì nhìn lên cái bảng này thì mình thấy là đang run và các cái bit ngõ ra của ngõ ra thì từ Q0 cho đến Q5 đều sáng. Thì lát nữa đây mình sẽ vào chương trình sẽ nói cụ thể. Nhưng mà giới thiệu trước á, thì cái không này Q0 này á, thì là cho cái đèn của báo là so sánh thời gian của năm này là tháng hay là ngày giờ phút và giây. Cái số 5 này thì lát mọi người sẽ thấy cứ sau 30 giây nó lại sáng một lần. Đó, như vậy thì hiện giờ là đang cho các cái giá trị này sáng hết. Thì đầu tiên mình xem cái tập lệnh này viết như thế nào. Thì đối với CPU từ 300 400 thì nó đã gán cái giá trị là dữ liệu LB12 mặc định của Siemens, nó gán cho cái thanh ghi của thời gian thực của năm. Đây mình đang gán giá trị là năm, lấy hai số sau thôi là 2018 thì lấy số 18. Rồi đi tiếp xuống đây, LB13 thì là thanh ghi của thời gian thực của tháng. Thì hiện giờ đây là tháng 8. Xuống dưới đây LB14 là ngày, hôm nay là ngày 10. Rồi xuống đây thì đây là LB15 là giờ. Thì hiện giờ là đang là 13 giờ, tức là 1 giờ trưa hay 1 giờ chiều, thì đây đồng hồ này đang là 13. Rồi tiếp tục có LB16 tức là phút, hiện giờ đang là phút là 44 giống ở đây. Rồi mình tiếp tục xuống dưới đây là mình coi đây thì đây là giây, và LB17 là thanh ghi dữ liệu thời gian thực của giây. Thì cái giây thì mình bật cái đồng hồ này lên, thì ở đây mình dùng lát mình xem hàm so sánh. Đó, thì mình kéo xuống dưới này, tất cả ví dụ như thời gian mà năm thì mình so sánh là bằng, ở đây mình viết tiếng Việt nó không có dấu, là dùng so sánh bằng để giá trị của năm là hai số cuối cho Q0.0 là mức 1. Rồi tiếp tục như vậy mình cũng dùng bằng cho giá trị của tháng là tháng 8 là bằng, rồi của ngày cũng bằng, của giờ thì mình cũng cho bằng, tại vì 13 giờ 1 giờ cũng 60 phút cũng khá lâu, hiện giờ là mới 13 giờ 45 thôi. Rồi tiếp tục xuống tới phút đó. Phút thì mình cho nó chắc ăn thì mình để nó lớn hơn là từ cái phút thứ 5. Vậy là nếu mà trong 1 giờ thì cái gì tắt có khoảng 5 phút thôi. Bắt đầu sau phút thứ 5 thì hiện giờ là 45 thì nó lớn hơn 5 rồi thì nó vẫn sáng. Và cuối cùng thì mình dùng cái hàm so sánh là nhỏ hơn mà bằng. Thì ở đây mình từ cái giây thứ 30 trước đó thì nó sáng, nhưng mà đến cái giây quá cái giây 31 thì nó sẽ tắt. Ở đây mình bật đồng hồ lên mình có thể xem điều này. Đó, bây giờ nó quá cái giây 30 rồi. Bây giờ nó đang là giây 50 mấy đây. Sắp sửa đến cái 60 tức là trở về 0 thì bắt đầu đếm tiếp thì đèn nó sẽ sáng. Và giờ bắt đầu đã thấy nó bắt đầu từ cái giây số 0 này nó sáng cho đến 30 giây. Vậy thì hôm nay mình giới thiệu tổng quát về để đọc được, tức là hàm nó là RD tức là read, đọc cái thời gian thực. Rồi còn các điều kiện thì các bài sau mình sẽ đưa vào cụ thể từng ứng dụng. Bài đến trình bày đến đây là hết.